quý vị đại biểu, quý vị khách quý, cùng toàn thể bà con cô bác và các anh chị em, những người con của quê hương Quảng Thuận đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đồng Hới đã hội tụ trong buổi gặp mặt đầu xuân ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng. Kính thưa quý vị, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Vâng, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, những người con xa quê lại nhớ về nguồn cội, nhớ về nơi chôn rau cắt rốn, nhớ về nơi mà tuổi thơ đã trải qua với biết bao ký ức. Quê hương luôn chiếm một vị trí quan trọng không thể thay thế được trong lòng mỗi chúng ta. Bây giờ hay mãi về sau, dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng không bao giờ quên được quê hương của mình. Tác giả Trinh Hoàng đã viết: ai đi xa xin nhớ trở về, lúa mùa duyên thắm tình quê dạt dào, quê hương hai tiếng ngọt ngào, quê hương yêu dấu khắc vào trong tim. Vâng, kính thưa quý vị, họp mặt đồng hương cũng là một nét đẹp văn hóa ngày xuân. Hôm nay hội đồng hương phường Quảng Thuận chúng ta về đây để tiếp tục thắp sáng truyền thống đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, tạo sự gắn kết của tình thân và trách nhiệm. Đó là ý nghĩa đẹp đẽ nhất mà chắc chắn quý vị rất tự hào và trân quý. Và mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời toàn thể quý vị cùng hướng về sân khấu để đón xem chương trình văn nghệ chào mừng được dàn dựng và biểu diễn bởi các cô giáo trường mầm non Song Ngữ Thiên Thần Nhỏ, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trời sầu trong xanh tràn đầy hương hoa, từng đợt chiều
Xin được chúc mừng anh chú Quế Đoan.